Những việc nên khi mua ô tô mới. Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Trước hết cần đọc và tìm hiểu thêm về chiếc xe qua cuốn hướng dẫn sử dụng xe, nên dành thời gian nghiên cứu sách hướng dẫn sử dụng để hiểu chiếc xe, các tính năng cũng như xử lý các tình huống lái xe. Mua bảo hiểm cho xe. Mua bảo hiểm cho xe ô tô là một việc cần làm đầu tiên sau khi mua xe mới. Bởi khi sở hữu một chiếc xe mới, ai cũng chăm chút và không muốn chiếc xe xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng mọi chuyện không phải chúng ta muốn là được rất có thể chiếc xe sẽ bị va quệt đâm va và nhiều sự cố rủi ro khác đặc biệt là với lái mới vì vậy nên mua bảo hiểm cho chiếc xe đó là nghĩa vụ nhưng cũng chính là quyền lợi của người sử dụng ô tô rèn luyện kỹ năng lái xe nhất là đối với những người mua xe lần đầu cần rèn luyện kỹ năng lái xe hiểu luật giao thông đường bộ tìm hiểu thông tin kỹ năng lái xe an toàn xử lý tình huống để đảm bảo an toàn khi lái xe Hành động bảo vệ cao nhất cho những người trên xe và chiếc xe mới mua đó là rèn luyện kỹ năng lái xe và việc xử lý tình huống trên đường. Đầu tiên cần nắm rõ luật và thực hiện đúng luật là yếu tố đảm bảo an toàn đầu tiên khi điều khiển xe. Trong quá trình điều khiển xe trên đường sẽ không tránh khỏi việc gặp phải các sự cố. Vì vậy, việc trang bị các kỹ năng sẽ giúp bạn bình tĩnh và giải quyết các sự cố xẹp và nổ lốp, thay lốp dự phòng, vỡ kín xe, ắc quy bị hết điện, xe bị mất đèn pha, bị xa lầy hay bãi cát trang bị thêm các phụ kiện người sử dụng xe nên tìm hiểu lắp đặt các phụ kiện cần thiết cho xe như dán phim cách nhiệt camera hành trình cảm biến hỗ trợ đỗ xe camera lùi khử mùi hôi nội thất xe phủ chống ồn mua bạt che nắng chú ý thao tác lái trong 1.000 km đầu tiên lái xe cũng cần đặc biệt chú ý 1.000 km chạy rốt đa đầu tiên cụ thể những chiếc xe ô tô khi xuất xưởng nhà sản xuất đã cho chạy thử Roda nhưng để yên tâm hơn và giúp xe bền bỉ hơn thì người tiêu dùng cũng cần chạy Roda cho xe của mình. Trong 1.000 km đầu tiên thì các lái xe cần chú ý lái xe bình tĩnh, không tăng tốc quá nhanh, thốc gà hoặc phanh gấp, không chạy xe ở vòng tua quá cao trên 3.000 vòng phút. Sau khoảng 1.000 km thì nên đi thay dầu động cơ xe, tùy theo dòng xe, thương hiệu nên làm theo sổ bảo hành, bảo dưỡng hay yêu cầu của nhà sản xuất, sản xuất.